Thưa quý vị, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã kết thúc, khép lại một nhiệm kỳ 5 năm với nhiều thành tựu nổi bật trên cả 3 lĩnh vực, đó là lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt trong cả nhiệm kỳ 14, Quốc hội luôn quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gắn bó mật thiết và lắng nghe ý kiến của nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri. Quốc hội khóa 14 đã tập trung ban hành 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng. Trong đó, những luật hoặc chính sách mới lần đầu tiên được ban hành, tác động lớn, toàn diện, sâu sắc đến đời sống kinh tế xã hội, kịp thời đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Cụ thể như luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật an ninh mạng, luật phòng chống tác hại của rượu bia, luật thỏa thuận quốc tế, luật cư trú, luật bảo vệ môi trường, bộ luật lao động, luật giáo dục, luật phòng chống tham nhũng. Quá trình để mà làm, để thông qua, để xây dựng được các dự án luật thì phải nói là nó bài bản hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Không ban hành chương trình cả nhiệm kỳ, Quốc hội khóa 14 tập trung xây dựng chương trình hàng năm, tách bạch quy trình xây dựng chính sách và quy trình soạn thảo, tăng cường các hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Nhờ tích cực đổi mới, Quốc hội hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong xây dựng pháp luật, chất lượng sinh hoạt được nâng cao. Những năm gần đây thì sinh hoạt nó vào thực chất hơn. Thứ nhất là ra quyết sách, tức là quyết định những vấn đề quan trọng nhất là một trong những cái chức năng của Quốc hội. Thì Quốc hội được có tranh luận, có chuẩn bị, có lập luận, có số liệu, có bằng chứng để ra trình bày cái vấn đề đó, để quyết định, chứ không phải là người ta chuẩn bị trước quyết định của mình chỉ là biểu quyết cho ta. Công tác giám sát của Quốc hội được chú trọng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bao quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực hiệu quả. Giám sát chuyên đề tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả rõ nét, lựa chọn chúng và đúng vấn đề mà cử tri quan tâm. Trong vai trò kiểm soát tối cao và giám sát tối cao thì Quốc hội hoạt động nhiều cái vụ việc mà có thể nói là bức xúc trong nhân dân thì Quốc hội đã làm rõ và góp phần vào cái việc phòng chống tham nhũng vừa rồi đạt hiệu quả tốt. Đại biểu bây giờ trình độ cao hơn, quyết tâm hơn và ở trong một không khí có thể nói là rộng mở hơn, cho nên là góp được rất nhiều vấn đề. Trong giám sát tối cao cũng chỉ ra được nhiều vấn đề, trong quyết sách những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước. Đặc biệt, trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Quốc hội luôn quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gắn bó mật thiết và lắng nghe ý kiến của nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri. Có thể nói cái trách nhiệm của Quốc hội thể hiện rõ nhất đó là mọi vấn đề của người dân đều được đại biểu này, đại biểu khác ở các mức độ khác nhau phản ánh đến diễn đàn Quốc hội. Và nhiều vấn đề cũng đã được Quốc hội và Chính phủ giải quyết một cách nhanh nhất và sớm nhất. Có những lãnh đạo của Quốc hội cũng như là các đại biểu càng ngày càng sâu sát hơn, gần dân hơn và làm được nhiều việc tốt hơn. Thực tế sinh động của hoạt động nghị trường trong 5 năm qua là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới, chất lượng và hiệu quả trong các mặt công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.